Văn hóa Ốc Eo gắn liền với Vương quốc Phù Nam là nền văn hóa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long, có niên đại được xác định từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy, tức cách chúng ta ngày nay khoảng hơn 2.000 năm. Người ta biết đến nền văn hóa Ốc Eo là nhờ thư tịch cổ và các thành tựu khảo cổ học do người Pháp phát hiện. Năm 1944, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malherbe thuộc trường Viễn Đông Bát Cổ Đông Dương đến Ba Thê, huyện Thoại Sơn, khai quật di chỉ Ốc Eo. Nơi đây có nhiều di tích nhà cửa, mẫu gạch, đá, nhiều đồ kim khí, tiền vàng, vân vân. Chủ nhân của nền văn hóa này là người Phù Nam. Các di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa Ốc Eo được tìm thấy hầu hết ở các tỉnh Nam Bộ. Tại An Giang, các di chỉ được phân bố trên nhiều địa hình khác nhau. Ở triền núi như núi Ba Thê, núi Sập, huyện Thoại Sơn, núi Sam, thành phố Châu Đốc. Ở đồng bằng như là Dòng Cát, Dòng Sòi ở thị trấn Ốc Eo, ở Tráp Đá, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, Lò Mo, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Người ta còn phát hiện nhiều dấu vết đường nước cổ chạy từ thành phố Châu Đốc qua núi Sam đến Bảy Núi, đến Ba Thê, đến nền chùa thuộc tỉnh Kiên Giang. Dựa vào sách sử cũ Trung Hoa và phân tích các di vật khảo cổ, ngày nay chúng ta có thể hình dung phần nào cuộc sống của người Phù Nam cách đây hàng ngàn năm. Thích ứng với thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long, người Phù Nam đã duy trì nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa. Ngoài ra còn trồng cây ăn quả, cây lương thực khác và chăn nuôi trâu, lợn, voi, ngựa. Đặc biệt, voi được xem là loài vật có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như tín ngưỡng của người Phù Nam. Thủ công nghiệp rất phát triển, gồm nhiều ngành nghề như nghề gốm, nghề mộc, nghề đóng thuyền. Theo tấn thư của sách sử Trung Hoa, thằng dân trong Dương quốc phải nộp thuế bằng vàng, bạc, ngọc trai, hương liệu. Bên trong thành cổ tại Ba Thê khai quật được có nhiều di tích nhà cửa với nhiều mẫu gạch khác nhau. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy nhiều di vật kim khí, tiền vàng, tiền đồng. Trong đó có huy chương mang niên hiệu 152 dưới thời vua La Mã Antonin Le Bier. Điều này chứng tỏ ngày xưa phố cổ Ốc Eo từng là nơi buôn bán thương mại quan trọng trong vùng Đông Nam Á. Người Phù Nam ở nhà sàn, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền ghe. Nữ mặc váy xà rông và nam mặc khố sambot. Thức ăn chính là cơm, rau, thịt, cá. Đứng đầu Dương quốc Phù Nam là vua, nắm mọi quyền hành. Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo với ba tầng lớp chính là quý tộc, bình dân và nô tỳ được bắt từ tù binh. Theo tấn thư, vua nước Phù Nam vốn là con gái tên là Diệp Liễu. Thời đó có người nước ngoài là Hỗn Hội thờ tiên thần, nằm mộng thấy thần ban cho cây cung và dạy là phải đi thuyền lớn ra biển. Sáng ngày Hỗn Hội đến đền thờ thần, được cây cung rồi theo thuyền lên đên trên biển tới ấp ngoài của nước Phù Nam. Diệp Liễu đưa nhiều người ra chống chọi, Hỗn Hội giương cung bắn. Diệp Liễu sợ hãi xin hàng, Hỗn Hội bèn lấy làm vợ và chiếm cứ đất nước. Vào thế kỷ thứ hai, Phù Nam trở thành Dương quốc rộng lớn, gồm cả vùng Nam Bộ ngày nay
và các vùng phụ cận. Nhà vua có quyền lực rất lớn, cung điện làm bằng gỗ, đền đài có nhiều tầng, chung quanh có tường thành làm bằng đất. Trong nước Phù Nam không có nhà tù. Đối với những người sai phạm thì thi hành luật pháp theo phép thần đoán. Trò chơi giải trí bình dân và phổ biến nhất là đá gà, nuôi chim thú, thích săn bắn. Nghệ thuật ca, múa nhạc khá phổ biến và phát triển. Ngoài ra, người Phù Nam thích trang trí điêu khắc, chạm trổ. Bức tượng cao 3,3 mét tại chùa Linh Sơn thuộc thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn. Tượng bà chúa xứ ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc là những tượng tiêu biểu thể hiện người Phù Nam theo đạo Phật và đạo Bà La Môn. Người Phù Nam có tục chôn cất người chết bằng cách hỏa táng. Về chữ viết, người Phù Nam dùng chữ Phạn có nguồn gốc từ Ấn Độ. Văn hóa Ốc Eo là nền văn hóa tiêu biểu cho đỉnh cao và sự phát triển chính trị, kinh tế của nền văn hóa cổ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến thế kỷ thứ 7, Phù Nam bị nước chư hầu là Chăn Lạp, tức Vương quốc Campuchia ngày nay, thôn tính. Nền văn hóa Ốc Eo ở đồng bằng sông Cửu Long sau thế kỷ thứ 7 suy vong. An Giang trở thành phần đất thuộc Thủy Chăn Lạp. Do nội bộ Chăn Lạp chiến tranh liên miên, lại thêm người Khmer có thói quen sinh sống ở vùng cao, nên phần lãnh thổ Thủy Chăn Lạp vốn có nhiều đầm lầy, sông rạch bị bỏ thành hoang vu, rậm rạp. Ngày nay, một bộ phận vùng lãnh thổ Thủy Chăn Lạp được sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Có đạo Phật nữa các bạn. Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá. Trông rất là khác so với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát của đạo Phật người Việt chúng ta. Tượng viết nu. Tượng Phật bằng đồng. Đây là tượng viết nu. Và tượng Phật. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái di chỉ là Nam Linh Sơn Tự. Thì đây chính là ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự các bạn. Thì ở phía nam của ngôi chùa sẽ có cái di chỉ của người Phù Nam, di chỉ văn hóa Ốc Eo. Chúng ta sẽ cùng vào trong để xem di chỉ này trưng bày cái gì. Thì đây là cái di chỉ mà lúc trước các nhà khảo cổ họ khai quật lên được. Thì các bạn nhìn xem ở đây giống cái gì. Mình nhìn mình cũng chưa nhận ra được. Đây là cái kiến trúc gì của người Phù Nam. Thì các bạn sẽ thấy được ở phía bên ngoài sẽ có những cái đường rãnh giống như là những cái rãnh nước. Các bạn nhìn thấy là nó có nhiều cái chỗ cao cao, kiểu nó giống như là ngôi chợ. Thì đây là những cái đá kiến trúc lúc trước của người Phù Nam. Còn đa phần những cái vật chẳng hạn như gốm, trang sức các thứ thì các nhà khảo cổ đã đem vào nhà trưng bày lúc nãy chúng ta ghé. Thì cái di chỉ này nó chỉ đơn sơ như vậy, tuy nhiên nó thể hiện lên cái giá trị của cái việc khai phá nên di tích văn hóa Ốc Eo, hay còn gọi là hay là văn hóa của người Phù Nam đó.
Bây giờ chúng ta sẽ qua chùa Linh Sơn Cổ Tự để chúng ta cùng ngắm hai cái di chỉ rất là nổi tiếng của người Phù Nam. Tại chùa Linh Sơn Cổ Tự ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang có hai hiện vật cổ, đó là hai bia đá và tượng Phật bốn tay. Đây là hai hiện vật thuộc di chỉ văn hóa Ốc Eo. Ngôi chùa Linh Sơn nằm dưới chân núi Ba Thê. Về nguồn gốc lịch sử của hai hiện vật này cho đến nay chưa được xác định chính xác, nhưng theo các nhà khảo cổ học thì hai bia đá và tượng Phật bốn tay có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 2 đến thứ 6. Chúng ta được biết hai bia đá khắc chữ cổ này thuộc loại đá bùn, dày 0,2 mét. Chữ viết trên bia có thể là chữ cổ của người Phù Nam. Trải qua thời gian, một bia chữ bị bào mòn, còn bia kia vẫn còn chữ rõ ràng. Nguồn gốc tượng Phật bốn tay do nhân dân phát hiện vào năm 1913 tại khu vực gần chợ Ba Thê, mang về đặt lên trên giữa hai bia đá rất khích khao. Từ đó, người ta lập chùa thờ tượng này với tên gọi là Linh Sơn Tự, hay còn gọi là chùa Phật bốn tay. Chùa Linh Sơn Tự được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật vào năm 1988. Bên cạnh đó, theo các nhà nghiên cứu, tượng bà Chúa Xứ Núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ngày nay là tượng của đạo bà La Môn, cao 1,25 mét, nặng hơn 1 tấn. Tượng được tạc vào thời kỳ Dương quốc Phù Nam, khoảng thế kỷ thứ 6 đến thứ 7. Tượng bà tiêu biểu cho nền văn hóa Ốc Eo. Năm 1941, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malere đến núi Sam nghiên cứu tượng bà. Ông cho rằng đây là tượng thần Vishnu, một trong ba vị thần lớn của đạo Bà La Môn. Năm 2001, lễ hội vía bà Chúa Xứ được chính phủ công nhận là lễ hội dân gian cấp quốc gia. Tiếp tục các bạn đi ra phía trước, các bạn sẽ gặp tượng Phật bốn tay. Chúng ta sẽ cúng tượng Phật bốn tay ở đây. Sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, khám phá về tượng Phật bốn tay. Đây chính là tượng Phật bốn tay các bạn. Vị tượng Phật lớn ở phía trên đó, thì tượng Phật này lúc trước do người dân ở vùng Ba Thê này họ tìm thấy và họ nghĩ đó là tượng Phật nên họ đem vào thờ cúng. Tuy nhiên thì theo các cái nhà khoa học thì đây là tượng thần Vishnu. Ở trong văn hóa của người Phù Nam cũng có đạo Phật nha các bạn. Còn đây chính là cái bia đá. Cái bia đá khắc cái chữ cổ của người Phù Nam. Cái góc này nó hơi tối quá. Các bạn có thấy được các cái chữ cổ của người Phù Nam không? Thì theo các nhà khoa học thì đây là cái chữ Phạn. Chữ Phạn cổ. Và cái bia đá này một thời gian rất là dài thì người ta không thể nào dịch ra được cái bia đá này viết cái gì. Tuy nhiên thời gian sau này thì các nhà khoa học đã dịch ra được, thì đây là một cái bức thư của vị vua Phù Nam, một vị vua Phù Nam viết gửi tặng cho mẹ của mình. Bên tượng Phật bốn tay sẽ có hai cái bia đá. Linh Sơn Cổ Tự này được bao bọc bởi một hàng cây sao rất là mát, rất là nhiều cây sao thẳng tắp, và có
con đường đi vào thì cũng rất là đẹp. Đây chính là khu di tích gò kỳ thị A và B. Ở đây có hai gò kỳ thị, một cái A và một cái B. Thì khu di tích gò kỳ thị này là nơi trưng bày cái khảo cổ vật, di chỉ văn hóa eo của người Dương quốc Phù Nam ngày xưa. Thì theo mình nhớ thì cái khu di chỉ này ngày xưa đó là một cái ngôi mộ táng của người Phù Nam. Thì khi mà khai quật lên thì những cái phần đá rời của ngôi mộ thì đã được di chuyển vào nhà trưng bày văn hóa eo để mà trưng bày cho khách xem. Còn lại ở đây chỉ là một cái nền móng thôi, cái nền móng của cái di chỉ này. Còn ở bên đây một cái khu di chỉ nữa, chúng ta sẽ qua bên đây xem. Khu di chỉ bên đây rất là đồ sộ luôn, rất là đồ sộ luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy thì cái khu di chỉ này giống như một cái phố thị nhỏ gì đó, một cái chợ hay là một cái phố nhỏ gì đó của người Phù Nam. Nó có rất là nhiều cái những cái nền móng cao. Thì đa phần các cái vật có giá trị thì đã được đem về nhà trưng bày để mà trưng bày. Còn cái khu di chỉ này thì gần như là bỏ hoang các bạn. Nó rất là sập sệ, gần như là bỏ hoang. Thì thường ngày khá là ít người đến đây để mà tham quan. Qua nhiều cuộc khảo cổ học, ngày nay di chỉ của văn hóa Úc Eo trải dài rộng khắp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Sở dĩ được gọi là văn hóa Úc Eo bởi vì Úc Eo là nơi được các nhà khảo cổ khai quật đầu tiên và có nhiều di chỉ nhất, nên được dùng để đặt tên cho nền văn hóa của người Phù Nam, đó chính là văn hóa Úc Eo.